21. Hành động cuối cùng. Tấn công. Trong vùng đồi phía Bắc ở Việt Nam vào đầu tháng 3 năm 1975, cựu binh Việt Minh, Thiếu tướng Nguyễn Hữu An bỗng thấy mình ngắm nhìn các cảnh tượng gợi cho ông nhớ lại những trải nghiệm thời trai trẻ tại Điện Biên Phủ. Bùn, bùn và nhiều bùn hơn nữa. Bộ đội và các kỹ sư của ông ra sức hì hục kéo các khẩu kích pháo 105mm chiếm được vào năm 1972 qua cơn mưa nặng hạt lên dốc cao đến các vị trí mà từ đó họ có thể bắn phá các căn cứ hỏa lực của miền Nam. An đã được bổ nhiệm làm tư lệnh quân đoàn cho cú đánh thúc của Lê Duẩn, tung toàn bộ lực lượng áp đảo để hoàn thành công cuộc thống nhất đất nước, nửa triệu người. 15 sư đoàn bộ Mỹ, mọi việc chỉ xoay quanh cái cách thức chính quyền Cộng Hòa sẽ đo lường ý chí của nhân dân Mỹ. Kissinger vẫn là ngoại trưởng và là một con người ngạo mạn. Ông giảng cho vị tổng tư lệnh mới non nớt về chính sách đối ngoại, ra lệnh đặt máy nghe lén các nhân viên được cho là thiếu thận trọng và các kênh liên lạc của họ với giới truyền thông, khống chế các buổi họp bằng các độc thoại. Điều gì tầm nhìn hoành tráng của ông về lịch sử có thể khiến ông giờ đây thúc giục lên Tổng thống Gerald Ford tin tốt lành? Theo quan điểm Hà Nội là kể từ tháng 10 năm 1973, cuộc chiến Yom, Ipu và khủng hoảng dầu khí diễn ra sau đó, Kissinger bận bịu với Trung Đông, Việt Nam thì tạm gác lại. Giữa 13 tháng 2 năm 1974 và mùng 6 tháng Giêng năm 1975, bộ đội miền Bắc tiến hành một cuộc tấn công gồm 2 sư đoàn vào tỉnh Phước Long, cách Sài Gòn 100 dặm về hướng Đông Bắc. Hà Nội theo dõi sát sao xem phản ứng của Mỹ đối với một vụ xâm lấn lãnh thổ không có tranh chấp và không bị khiêu khích. Washington chần chừ việc tung phi cơ từ nhóm tàu sân bay Enterprise, rồi thối lui, cũng thụ động như khi các lực lượng Khmer Đỏ siết chặt vòng vây quanh thủ đô Phnom Penh. Trong buổi hội nghị tin tức truyền hình ngày 21 tháng Giêng, Tổng thống Ford xác nhận rằng ông không có dự kiến có tình huống nào trong đó lực lượng Mỹ sẽ được tung vào Đông Dương một lần nữa. 2 tuần sau, Quốc hội bác bỏ yêu cầu viện trợ mới. Thủ tướng Phạm Văn Đồng của miền Bắc xác nhận đầy tin tưởng với các đồng chí Bộ Chính trị rằng người Mỹ sẽ không trở lại dù bạn có cho họ kẹo. Nhưng mà không ai biết chắc chắn được. Khi Thiếu tướng An và đồng đội nhìn các nhân công mồ hôi đầm đề, khuôn vác quân nhu cung cấp cho các giàn pháo trên đường 14, họ vẫn còn ý thức sâu sắc về những chiếc B-52 trên đảo Guam. Võ Nguyên Giáp còn dự kiến thắng lợi sẽ đòi hỏi một chiến dịch kết liễu vào tận năm sau. Kế hoạch chiến lược 1975 là kế hoạch mang tính sáng tạo nhất của miền Bắc. Mục tiêu cốt lõi cho giai đoạn đầu tiên của nó là Ban Mê Thuột, một thành phố với 100.000 dân, thủ phủ của cao nguyên Trung Phần. Nó bao quanh bởi các đồn điền cà phê rất tốt để ẩn nấp. Nó bắc một cái cầu nối trên phía bắc nam đường 14 giữa Kon Tum với Sài Gòn, cách biên giới Campuchia 30 dặm. Thượng tướng Trần Văn Trà, một chỉ huy quân sự đầy tham vọng của Trung ương Cục miền Nam, mang một nỗi ê chề trong vai trò của mình trong các thảm bại chiến thuật của trận Tết 1968. Giờ đây, ông đang khao khát vinh quang để chuộc lại thất bại đó. Trần Văn Trà sau đó tuyên bố chính mình đề xuất mũi thọc 1975 qua cao nguyên Trung Thần. Mặc dù Trung tướng Hoàng Minh Thảo cũng cổ vũ một lộ trình như vậy và được giao chỉ đạo tại chỗ mũi tiến công đó. Thay vì tung quân tấn công trực diện vào Ban Mê Thuột, miền Bắc trước tiên cô lập thành phố, phong tỏa các con đường quanh Pleiku 100 dặm xa hơn về phía Bắc, trong một loạt các trận tấn công phối hợp khởi đầu vào sáng sớm ngày 4 tháng 3. Tham mưu trưởng quân miền Bắc, tướng Văn Tiến Dũng nắm quyền chỉ huy tổng quát các chiến dịch cao nguyên Trung Phần, trong đó 4 sư đoàn được tung vào nơi lực lượng miền Nam tương đối yếu. Thành công sẽ cho Hà Nội cơ may cắt đôi miền Nam, cắt đứt các đội hình hùng mạnh của Sài Gòn xa hơn về phía Bắc. Chế độ Thiệu nhận được nhiều tin tình báo cảnh báo mối đe dọa nhắm Ban Mê Thuột, đặc biệt từ các tù binh miền Bắc. Như thường lệ, tuy nhiên cũng có nhiều tin giác, vì các sĩ quan tình báo luôn đưa ra các chỉ dấu đa chiều xung đột nhau để che giấu tín hiệu, mục tiêu thực sự của Hà Nội.
Các đội hình tấn công của miền Bắc im hơi lặng tiếng trên tần số sóng, trong khi phát ra các sóng truyền tin đánh lừa ở quanh Pleiku. Vào ngày 8 tháng 3, họ cắt đứt đường 14 phía Bắc Ban Mê Thuột, rồi đường 21 ra bờ biển. Quân miền Bắc hoàn thành việc tung hỏa mù cho Thiệu bất hạnh bằng cách phát động các cuộc tấn công mới phía Đông và Bắc Sài Gòn, vùng Châu Thổ, và tại các tỉnh Thừa Thiên và Quảng Trị, nơi đội hình của Thiếu tướng An dàn quân. Lúc 5 giờ 45 phút, ngày 8 tháng 3, các khẩu pháo của An bắt đầu khai hỏa xuống các căn cứ hỏa lực miền Nam gần đó. Tiếp theo là cuộc tấn công bộ binh. Từng hàng hàng bộ đội tràn trề hy vọng của sư đoàn 324 tiến lên băng qua một khung cảnh chìm ngập trong làn sương mù buổi sớm tinh mơ. Những động thái đầu tiên đó của quân Cộng sản không gặt hái thắng lợi dễ dàng. Bộ phận chỉ huy và kiểm soát miền Bắc luôn là một điểm yếu, cho thấy rối rắm như bao giờ. Một số đơn vị tấn công bị lạc đường, số khác bị dập bởi pháo và súng cối của quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Ngày hôm sau, ngày 9, quân miền Nam phát động các cuộc phản công thắng lợi. Việc tranh chấp một cứ điểm chủ chốt đồi 224 dây dưa một tuần lễ, không bên nào chịu nhường bên nào. Pháo miền Nam nã 4.600 viên đạn mỗi ngày. An viết với tính trung thực không ngờ về bộ đội của ông. Hiệu quả tác chiến của quân đoàn trong giai đoạn này còn thấp. Sau 8 ngày giao tranh, quân Cộng sản chưa thể đột phá được vào phía Bắc. Cần nhấn mạnh sự kiện này vì nhiều người vẫn tin rằng toàn bộ quân đội miền Nam sụp đổ ngay từ đầu. Không. Nhưng ngay cả khi các trận đánh này đang diễn ra và làm gia tăng cơn bối rối của Sài Gòn không biết chủ định của Hà Nội ra sao, tại cao nguyên Trung Phần, một sử thi nghiệt ngã đang mở ra. Lúc đầu ăn khớp với kịch bản của Sơn Dầu miền Bắc, sau đó vượt quá những mong đợi của họ một cách đầy ấn tượng. Vào ngày 9 tháng 3, bộ đội miền Bắc chỉ được 2 pháo 105mm yểm trợ với 50 quả đạn, đã đánh chiếm Đức Lập, cách Ban Mê Thuột 50 dặm về hướng Tây Nam. Sự sụp đổ thảm hại đầu tiên xảy ra với 3 tiểu đoàn Sài Gòn. Quân tấn công chiếm được 14 pháo và 20 xe bọc thép trước khi tiến ra phía Bắc về hướng Ban Mê Thuột. Ở tại đó các đặc công và những bộ phận nhỏ đã xâm nhập thành phố. Những mũi nhọn này tiến về các sân bay và bộ chỉ huy quân đội Việt Nam Cộng Hòa khi cuộc tấn công toàn diện nổ ra sớm ngày 10 tháng 3, bao gồm 12 trung đoàn dẫn đầu là 64 xe tăng và xe bọc thép chở quân. Người bộ đội và là nhà văn Bảo Ninh nhìn với vẻ choáng váng và đúng ra kinh sợ trước sự tập trung sức mạnh hùng. Tuy nhiên, lúc 5 giờ sáng vào ngày 17, 4 xe tăng chọc thủng vành đai và 3 giờ sau thì căn cứ bị đánh chiếm. Trung tá Võ An cùng một số binh sĩ thoát được, ông đến bờ biển vào ngày 24 đi đầu 30 người lính. Miền Bắc nhìn nhận một số đơn vị của mình và nhất là các chỉ huy xe tăng thể hiện sự yếu kém như hồi 1972. Nhưng một thực tế then chốt thì vẫn duy trì, quân miền Bắc chiến thắng. 400 thương binh miền Nam bị bỏ lại trong bệnh viện Ban Mê Thuột. Tham mưu trưởng Sài Gòn Cao Văn Viên nói về sự thất thủ của thành phố. Đây là điểm ngoặt có tính quyết định nhất của toàn bộ cuộc chiến. Lực lượng của chúng ta giờ đối mặt với một ván bài cuối cùng với một địch thủ tiếp tục gia tăng tiền cược. Tổng thống Thiệu lâm vào cơn hoảng loạn, khiến ông liên tiếp đưa ra những quyết định thảm hại. Đầu tiên thì ông bỏ chốt chặn từ tuyến phòng thủ phía Bắc bằng cách ra lệnh cho sư đoàn dù thiện chiến bỏ rơi các vị trí và hiệp đồng với lực lượng đồn trú Sài Gòn. Rồi ông ra lệnh phản công ở phía đông Ban Mê Thuột, kết cục là hứng lấy thảm bại. Tiếp theo sự đột phá của quân Cộng sản, Kon Tum và Pleiku coi như không thể giữ được. Binh sĩ ở đó được lệnh rút lui về phía bờ biển dọc theo đường 7B thời Pháp, đã cũ và hư hỏng. Cao Văn Viên cảnh báo với Thiệu các hậu quả chắc chắn sẽ xảy ra. Nhắc lại thảm họa năm 1954, Việt Minh đã giáng cho nhóm cơ động 100 của Pháp, cũng trong vùng ấy và trong hoàn cảnh tương tự. Tổng thống không tham vấn với các sĩ quan Mỹ về quyết định bỏ rơi cao nguyên Trung Phần. Thông báo với các tư lệnh của ông tại một buổi họp khẩn cấp ở Vịnh Cam Ranh ngày 14 tháng 3, cũng không thông tin cho họ về quyết định của mình. Phạm Snip cho rằng điều này bởi vì ông đơn giản sợ người Mỹ sẽ nổi điên và rút hết viện trợ cho ông. Lệnh của Thiệu không phải là bốc đồng,
mà là phản ánh quá trình suy nghĩ từ năm trước. Ông ôm ấp một niềm tin rằng nếu ông có thể làm ngắn vành đai phòng thủ dài đến quá sức do hình thể miền Nam, lực lượng của ông còn có thể gìn giữ thành công cái vùng phồng ra ở phía Nam. Trong khi điều này là không thể tin được, thì tệ hơn là ông cứ khăng khăng trong vòng vài ngày 25.000 binh sĩ sẽ rút lui 150 dặm qua địa hình đồi núi để ra biển. Ông phớt lờ vấn đề to tát là gia đình binh sĩ cư ngụ ở cao nguyên, không nói đến dân chúng, viên chức của ông ở đó. Người ta nói rằng tướng Phú đã bật khóc trên chuyến bay từ vịnh Cam Ranh trở lại Pleiku, nói rằng mình và miền Nam không còn có tương lai gì nữa. Chính ông rút đi về phía đông bằng trực thăng, để lại một chuẩn tướng giám sát việc chuyển quân nặng nhọc của cả quân đoàn với một khối lượng đồ sộ, người, xe cộ, quân nhu và trang thiết bị dọc theo con đường gồ ghề, hun hút qua các đèo núi liên tiếp. Phi cơ Air America Fred Anderson nói sau này: "Tôi không bao giờ quên được cảnh tượng xa lộ khi ra khỏi Pleiku. Đó là một khối đông đúc người lội bộ và mang vác những gì họ có. Và bạn biết là sẽ có hàng ngàn người chết. Các chuyến bay hàng không Hoa Kỳ di tản các nhân viên Mỹ thỉnh thoảng bị bắn bởi các binh sĩ miền Nam vì cay cú." Một phi công khác nói: "Nhiều chuyện xảy ra vì bực tức. Người ta bị kích động, họ muốn thoát khỏi chỗ đó và không nghĩ ngợi gì. Hoàn toàn là cảnh tượng vô chính phủ, con người chỉ còn là một động vật." Hai ngày đầu của cuộc rút quân, 16-17 tháng 3, trôi qua không có sự cố gì nhiều, chỉ trừ một đám dân tị nạn tiến sát phía sau đoàn quân. Rắc rối bắt đầu tại thị trấn nhỏ Treo Reo, sau khi đi được 50 dặm trên con đường, nơi 900 xe cộ dồn nghẽn trên một lối quá hẹp. Tình trạng hỗn loạn giáng xuống khi các binh sĩ làm loạn lục lọi, cướp bóc và bắn giết. Rồi cộng quân xông ập tới phong tỏa con đèo phía trước. Sau một trận tấn công đêm lúng túng không thể đột phá qua chốt chặn, vào ngày 18 tháng 3 biệt động quân thành công, nhưng chỉ để rơi vào một trận không kích nhầm của phe ta, giết chết một đại tá và quét sạch một vạt quân trong hàng ngũ. Khi quân miền Bắc bắt đầu pháo kích vào đám người và xe cộ bị kẹt cứng ở Treo Reo, một số xe tăng và quân xa tìm đường tháo chạy băng qua đồng ruộng. Một tiểu đoàn biệt động là một trong số ít lực lượng còn duy trì sự gắn bó, tan tác dần qua những lần đột kích các chốt chặn liên tiếp của địch. Cuối cùng, họ đến được Tuy Hòa lúc 21 giờ ngày 27 tháng 3, đã mất phân nửa quân số. 1/4 trong số 25.000 binh lính ở cao nguyên trung phần cuối cùng lết được đến bờ biển, cùng với khoảng 5.000 người thân và nhân viên dân chúng. Tướng Viên ước tính rằng 3/4 năng lực tác chiến của quân đoàn 2 trung tâm miền Nam đã bị tiêu diệt chỉ trong 10 ngày. Người Cộng sản sau đó thì nhìn nhận có đến 900 bộ đội thiệt mạng trong chiến dịch cao nguyên trung phần. Phần đông các tổn thất này chắc chắn là xảy ra trong những ngày đầu mở màn. Các sự kiện diễn ra tiếp theo vụ thất thủ Ban Mê Thuột tạo ra phần đầu của điều trở thành các thảm kịch nhân loại tiếp nối, giáng xuống cho hàng triệu người. Tướng Viên mô tả việc rút lui như là một điều ô nhục, phản ánh sự thất bại của giới lãnh đạo trên mọi cấp bậc. Trên con đường đi về phía đông, nhà báo Nguyễn Tư viết về dân chạy nạn: "Giờ đây không còn lại gì ngoài bộ quần áo lưng đẫm mồ hôi và bụi đường trên người. Bàn chân họ sưng vù và cặp mắt không còn sức sống và khô kiệt hy vọng, trẻ nhỏ lủi thủi theo sau cha mẹ." Việc binh sĩ miền Nam đào ngũ hàng loạt, tuyệt vọng lo bảo vệ người thân của mình, trở thành một đặc điểm của chiến dịch. Cũng như đám đông dân chúng và xe cộ làm tắc nghẽn các con đường khiến binh lính chính quyền không qua được, thậm chí trước khi quân địch can thiệp. Lò luyện địa ngục đầy hoảng loạn và khổ não lầm than này lại sôi lên ủng ục khi hỏa lực pháo và súng cối của cộng quân rơi xuống từng chặp. Vào ngày 18 tháng 3, Võ Nguyên Giáp ở Hà Nội báo tin cho Bộ Chính trị rằng thời cơ quyết định đã đến. Họ phải tranh thủ những thắng lợi địa phương đáng kinh ngạc bằng cách phát động một cuộc tổng công kích. Đã quá rõ ràng là người Mỹ sẽ không tung không lực. Nhiều binh sĩ của Thiệu đã quá kiệt quệ ý chí chiến đấu. Dù sau này nhiều người viết về sự thiếu hụt quân nhu của quân đội miền Nam, không có lý do để tin rằng các sự kiện vào đầu mùa xuân sẽ diễn biến khác đi, cho dù có nhiều quân nhu hơn nhu cầu. Nhà sử học lưu vong miền Nam Nguyễn Kỳ Phong cho rằng chế độ còn sở hữu một số lượng khí tài quân sự dùng được thêm một năm
và bằng chứng là số lượng khổng lồ sau này rơi vào tay quân miền Bắc, chỉ riêng ở cao nguyên Trung Phần là 18.000 tấn. Sự kiện là nhiều trang bị và quân nhu được cất giữ không đúng chỗ là bởi vì hệ thống hậu cần miền Nam bị tê liệt do hoạt động kém hiệu quả và tham nhũng, nên là không thể chỉ biết đổ lỗi cho người Mỹ. Đại sứ Graham Martin đến thăm Washington vào tháng 3, trực tiếp kêu gọi các nghị sĩ lãnh đạo hậu thuẫn một gói viện trợ mới, nhưng ông đụng đầu một bức tường đá lạnh lùng. Martin thì không có trình độ thuyết phục, nhưng tại thời điểm này cho dù có Cicero, tức là nhà hùng biện La Mã nổi tiếng, cũng không thể khiến lập pháp mềm lòng giải cứu chính quyền Sài Gòn. Phần đông dân biểu và thượng nghị sĩ nhận thức rằng cử tri của họ muốn đoạn tuyệt với bộ máy cứu sinh miền Nam. Nhưng điều này thì cũng không ngăn cản vị đại sứ chắp bút viết một bức thư dối trá đáng trách gửi cho Tổng thống Thiệu, giao tại Sài Gòn ngày 15 tháng 3, xác nhận rằng: "Tôi có thể đảm bảo với ngài một cách xác định nhất là Tổng thống và Ngoại trưởng và Bộ trưởng Quốc phòng quyết tâm khi cuộc chiến Washington đã qua, ngài sẽ nhận được viện trợ ngài cần." Martin sau đó lui về nghỉ tại nông trại North Carolina 10 ngày để lấy sức sau cuộc giải phẫu nha khoa. Không chắc cho dù ông ta có nói hay làm gì có thể thay đổi được tình hình, nhưng hành vi của ông thật là ô nhục cũng như là của Quốc hội. Việc từ chối chỉ gửi tiền cho một đồng minh lâu đời của quốc gia cũng có thể nói là một nạn nhân của nó, gửi đi một tín hiệu không lầm lẫn. Đến cả hai bên trong chiến tranh, nhân dân Mỹ khao khát khép lại cuộc chiến đã biến trái tim mình hóa đá, theo lời của Frank Snipp, tự thể hiện mình không đếm xỉa một cách phũ phàng vào số phận của miền Nam. Tác động tinh thần của việc cắt viện trợ quan trọng hơn là tác động phần vật chất. Hiếm có binh sĩ miền Nam nào, từ tướng lĩnh đến binh nhì, không hiểu ra rằng chế độ Sài Gòn đã bị người bảo trợ mình ruồng bỏ. Vì vậy, thật khó tin khi một chính nghĩa bị nguyền rủa xứng đáng khi họ hy sinh thêm lần nữa. Trong tâm thức người dân miền Nam, một huyền thoại lâu đời được khai sinh là huyền thoại người Mỹ đâm sau lưng đồng minh của mình. Sự sụp đổ của cao nguyên Trung Phần chỉ tác động một thảm họa tức thì lên một cảm nhận sâu xa hơn về định mệnh vốn đã lan tràn khắp đội hình của Thiệu. Chỉ có không lực Mỹ mới có thể chuyển đổi cục diện, và ở Washington, một tổng thống yếu đuối chùn bước trước thách thức chống đối của Quốc hội cho một hành động như thế. Một chỉ thị ấn tượng bây giờ được Bộ Chính trị Hà Nội ban hành, ra lệnh cho các lực lượng trong tháng 5 phải hoàn thành việc chinh phục miền Nam. Tình hình thay đổi đến chóng mặt, Thiếu tướng An nói. Tại phía Bắc vào ngày 20 tháng 3, pháo của ông triển khai trở lại về phía quốc lộ 1 Bắc Nam huyết mạch. Trong vòng vài giờ thi triển hỏa lực, pháo bắn sát vào đoàn xe cộ lưu thông giữa Huế và Đà Nẵng. Số lượng lớn xe cộ tìm cách thoát về phía Nam bị buộc phải quay đầu trở lại. Một cán bộ phụ nữ miền Bắc tại địa phương cắt ngang một buổi hội nghị quân đoàn để báo cáo là có hàng ngàn quân địch đào ngũ đang trốn chạy qua làng cô. Cô đến để xin một số bộ đội giúp cô quét sạch chúng và tịch thu vũ khí. Nhưng cô được lệnh, cứ để họ đi tự do, bắt nhốt thì chỉ có thêm gánh nặng. An nói, tôi nhận ra các đội hình địch đang sụp đổ. Các đơn vị miền Nam đã ngừng mã hóa các thông điệp trên sóng truyền tin, đôi khi sử dụng ngôn ngữ tục tĩu để thóa mạ nhau trên máy. Trong suốt những tháng cuối cùng này, các lực lượng Sài Gòn hoạt động trong đám sương mù vì thiếu tin tình báo về các vụ chuyển quân và dự tính của quân địch. Ngược lại, Hà Nội được thông tin đầy đủ bởi mạng lưới những người phản bội ở Sài Gòn, nhất là một trung sĩ thư ký trong văn phòng tham mưu trưởng quân đội Việt Nam Cộng Hòa, về gần hết mọi chi tiết về hành động địch, kể cả việc Thiệu có quyết định chiến lược là bỏ rơi các vùng lãnh thổ. Nỗi sợ lớn nhất của Võ Nguyên Giáp là các lực lượng miền Nam sẽ rút về các khu vực được bao quanh bởi các vùng đất khác bao quanh các thành phố như là Huế và Đà Nẵng. Từ đó có thể khó đẩy bật họ ra. Vì thế ông nỗ lực khẩn trương cắt đứt các cuộc tái triển khai của quân miền Nam đang được tổ chức. Chiến lược của ông ở phía Bắc là đánh nhanh về hướng Đông vào vài trục, cắt đứt các đường huyết mạch, trong đó quốc lộ 1 là quan trọng nhất. Trong tuần lễ đầu chiến đấu, Tư lệnh Quân đoàn 1 miền Nam Ngô Quang Trường nhận xét rằng lực lượng của mình giữ vững thế trận khá là tốt, giống như An, đối thủ của ông cũng đồng ý. Một số địa phương quân thì tỏ ra gan dạ và quyết tâm, và thủy quân lục chiến phát động các cuộc phản công hiệu quả.
Nhưng giờ đây, tuy nhiên, việc phòng thủ tan rã với tốc độ khủng khiếp, một chuỗi các sự kiện ập tới do phản ứng của Thiệu trước sự sụp đổ của Cao Minh Trung Phần. Lệnh của Thiệu rút lui lực lượng dù giáng cho Ngô Quang Trưởng một cú đấm chiến thuật và tinh thần. Vị tướng át hẳn sẽ kinh hoàng hơn nếu biết rằng Tổng thống cũng dự định lấy đi sư đoàn thủy quân lục chiến của mình. Trong năm 1972, cụm các thủy quân lục chiến này đã tốn biết bao xương máu để chiếm lại Quảng Trị. Giờ khi họ rút lui về phía Nam, thành phố mất trong một ngày, đẩy nhanh một cơn xuất hành khổng lồ khác. Như ở Cao Nguyên, các con đường kẹt cứng dân chúng lội bộ và đi xe đủ mọi loại. Càng lúc, càng có nhiều vùng phía Bắc, cả quân sự lẫn dân sự, thấy mình bị bỏ lại. Chính quyền của mình không còn coi phòng tuyến cực Bắc này của miền Nam có thể phòng thủ được. Mặc dù có một số cứ điểm đứng vững một cách kiên cường tại một số cứ điểm chủ chốt khác, từ phía Bắc Huế đến Nam Đà Nẵng, các lực lượng cộng quân tiếp tục dấn về hướng biển. Ngô Quang Trưởng và quân đoàn của ông mất quyền kiểm soát khi khu vực bị cắt xén trên đầu họ. Nguyễn Văn Thiệu lưỡng lự, lúc mặc dù hiệu quả bị tì vết do một số dân chúng ùa đến trực thăng mong thoát ra khỏi nơi khói lửa, khi bốc các phóng viên ra về, binh sĩ phòng thủ mệt mỏi rơi vào tình trạng thụ động và không thể làm gì để ngăn chặn sự tập trung quân địch ở phía sau họ, phía tây thị xã. Ngày 20 tháng 4, Xuân Lộc được lệnh di tản, quân đồn trú lội bộ rút lui về phía nam qua các đồn điền cao su. Với lữ đoàn dù có nhiệm vụ đi tập hậu, Lê Minh Đào mang bộ mặt hốc hác của một người không được ngủ nhiều. Theo lời một người lính, vẫn hiên ngang bước đi giữa ba quân, không cần leo lên trực thăng trốn thoát. Xuân Lộc là trận xung đột đa binh chủng cuối cùng của cuộc chiến. Hà Nội thì không bao giờ phổ biến con số đáng tin cậy về số thương vong của họ, nhưng 3-4 ngàn dường như là ước lượng có vẻ chuẩn. Thật là điên rồ khi quân miền Bắc cứ phải đánh Xuân Lộc. Các chỉ huy của họ có thể dễ dàng giữ nghi binh bao vây thị xã và tiếp tục tiến đại quân về Sài Gòn, mặc kệ Lê Minh Đào và binh sĩ miền Nam nằm như ở đó. Nhưng mà dù sao cũng trân trọng Xuân Lộc như một ký ức trói người giữa một câu chuyện dài của nỗi ô nhục quân sự. Thậm chí, khi trận đánh đó đang diễn tiến, xảy ra các cuộc chạm trán ở Phan Rang, một thành phố duyên hải trên quốc lộ 1, phía nam Vịnh Cam Ranh và cách Sài Gòn hơn 200 dặm về phía đông bắc. Ở tại đó, binh sĩ miền Nam bám chặt sân bay được một ít ngày. Vào ngày 3 tháng 4, các tàu Mỹ ngoài khơi bắt đầu hỗ trợ nhân đạo cho dân tị nạn, nhưng các chỉ huy bác bỏ mọi cầu xin hậu thuẫn hỏa lực pháo. Phi cơ của không lực miền Nam đánh phá cộng quân đang tiến tới. Và trong một chiến dịch trực thăng đầy xúc động, đã tìm lại được 800 binh sĩ sống sót của lữ đoàn dù đã phòng thủ đèo Mật Rắc. Họ được trực thăng vận đến tiếp viện cho lực lượng phòng thủ Sài Gòn. Ngày 16 tháng 4, các bộ phận của đạo quân Duyên Hải miền Bắc lãnh nhiệm vụ tấn công vào Phan Rang. Cảng và thành phố nhanh chóng thất thủ, mặc dù thì sân bay cầm cự lâu hơn một chút. Các pháo binh của tướng An cảm thấy mình trao đổi hỏa lực với các tàu chiến miền Nam. Quá nhiều phương tiện vận chuyển bị quân cộng sản bắt giữ, thúc đẩy những việc không may, thường do những việc cộng gây ra. Vì hàng thập niên họ mặc nhiên cho rằng ai có một phương tiện giao thông đều là kẻ địch. Sư trưởng phòng không miền Bắc bị trúng đạn tử thương bởi một rocket B-40 bắn vào xe chở ông. Các xe tăng cộng sản hứng chịu hỏa lực của chính phe mình. Tướng An phấn khích với chiếc xe Jeep cáu cạnh tịch thu được từ sở chỉ huy một quân đoàn miền Nam bị bỏ lại sau. Nhưng vào đêm 16 tháng 4, ông bớt vui khi ông bị du kích bắn vì ngờ ông là địch, may mắn chạy thoát được dù bánh đã nổ lốp. Trong số các tù binh bị bắt trong trận đánh Duyên Hải là tư lệnh quân đoàn Trung tướng Nguyễn Vĩnh Nghi và James Levitt thuộc GA. Cả hai được chở bằng máy bay về Hà Nội. Một sĩ quan tuyên truyền miền Bắc hỏi vị tướng bị bắt: "Chúng tôi phải làm sao để kêu gọi binh sĩ tay sai buông súng đầu hàng?" Nguyễn Vĩnh Nghi tuyệt vọng đáp: "Cần gì phải kêu gọi, quân đội đã tan rã." Người miền Nam ở Washington tìm cách lợi dụng chứng cứ Xuân Lộc để thuyết phục các nhà lập pháp Mỹ rằng quân đội của mình vẫn còn ý chí chiến đấu, chỉ cần được Hoa Kỳ hậu thuẫn. Nhưng mà các thượng nghị sĩ vẫn chờ chờ. Một ý thức về sự sụp đổ đè nặng lên miền Nam, càng tăng lên cường độ trước sự sụp đổ của Cao Minh láng giềng, khi Tổng thống Lon Non đã bôn tẩu vào ngày 1 tháng 4. Phe Khơ Mây Đỏ chiến thắng, một tác phẩm của người miền Bắc cho dù sau này họ sẽ cự tuyệt, tiến vào Phnom Penh ngày 17 và chẳng bao lâu sau đó bắt đầu tiến trình diệt chủng
chống lại nhân dân Cao Miên. Trên khắp xứ trong gần hết tháng 4, các trận đụng độ vũ khí và từng đoàn dân chúng hoảng sợ chạy nạn toán loạn vẫn tiếp diễn, khuất mắt giới truyền thông thế giới và vì vậy ít được hậu thế biết đến. Hàng ngàn cán bộ từ miền Bắc được phái vào Nam để nắm quyền kiểm soát các vùng lãnh thổ giải phóng. Vào ngày 2 tháng 4, Lê Đức Thọ đồng hành cùng tướng Dũng giờ được giao nhiệm vụ tấn công vào Sài Gòn, lập bộ chỉ huy cạnh căn cứ Trung ương Cục miền Nam ở Lộc Ninh. Việc Văn Tiến Dũng cứ khăng khăng hoàn tất việc tiêu diệt quân đoàn 2 trước khi điều hướng trực chỉ lực lượng về phía Nam từ cao nguyên Trung Phần cho thấy là đúng đắn. Các tình huống hoảng loạn trên bầu biển và sự sụp đổ của quân đội miền Nam khẳng định trước thế giới, và nhất là trước nhân dân Mỹ và miền Nam, tình cảnh bế tắc tận cùng của chế độ Sài Gòn và lực lượng vũ trang của họ. Điều đáng kể không phải nhiều đội hình quân đội Việt Nam Cộng Hòa tan rã, mà là một số người còn xây lên cứ điểm tuyệt lộ để đối đầu với làn sóng vũ bão của kẻ thù. Tại thủ đô, một tình trạng phi thực tại vẫn tồn tại. Dù cái logic của thắng lợi Cộng sản đang hiện ra lờ mờ, nhiều người, cả Việt Nam và Mỹ, đều không sao nhìn nhận mọi việc mới đây, vốn quá thân thiết với cuộc sống của họ, tốt hay xấu, sắp sửa bị tiêu tan. Tiên phong trong số người phủ định đó là Graham Martin. Vào tháng 2, một phái đoàn quốc hội đến thăm được Frank Scotton tháp tùng. Ông này nổi giận khi phát hiện Frank Snipp, người chắc chắn sẽ nói ra sự thật về tình hình tồi tệ ra sao, đã bị đại sứ ngăn không cho làm thành viên của đội phúc trình. Scotton đảm bảo nhân viên phân tích CIA này được trao đổi riêng với nhóm quốc hội. Ngày 8 tháng 4, CIA chuyển tiếp đến Washington một bức điện mô tả thông tin chi tiết từ nguồn tin Tây Ninh đã kiểm tra và đáng tin cậy về quyết định xông thẳng tới thắng lợi hoàn toàn. Bất chấp điều gì xảy ra, sẽ không có vấn đề thương lượng hoặc một chính quyền ba bên, các lực lượng cộng sản sẽ tấn công Sài Gòn. Nhưng cho đến phút cuối cùng, với một sự bướng bỉnh gần như điên rồ, Martin thách thức các cố vấn của mình khăng khăng một thỏa thuận nào đó có thể được sắp xếp với Hà Nội để giữ lại phần dưới của miền Nam. Hậu quả quan trọng nhất là ông đã phản đối yêu cầu một cuộc di tản hàng vạn người Việt, dễ tổn thương với sự trả thù của người Cộng sản. Vì vậy, khi ông đổi ý thì bắt đầu quá ít và quá muộn. Thái độ của vị đại sứ thể hiện trong các báo cáo lạc quan trước đây gửi đến Washington làm cho các nhân viên tham mưu quan tâm tuyệt vọng đến bạn bè và đồng nghiệp miền Nam căm giận. Chỉ trong tuần lễ 21 tháng 4, phi cơ vận tải của không lực Hoa Kỳ bắt đầu những chuyến xuất hành một cách muộn màng ra khỏi Tân Sơn Nhất. 304 lượt tất cả, di tản được gần 43.000 người Mỹ và Việt. Trong các tuần lễ cuối cùng của Sài Gòn như là thủ đô của Thiệu, nhiều người Việt thiếu mối móc nối với tấm thảm bay, phân đấu tìm đường ra khỏi xứ sở. Dù phải trả cái giá tình cảm mà cuộc sống lưu vong tác động đến những con người thấm nhuần truyền thống tình cảm gia đình gắn bó. Trong khi đó, các thành viên của cộng đồng Pháp, nổi bật hơn cả là đại sứ của họ, chế giễu những người Mỹ khổ sở với một sự ác ý bắt rễ trong niềm tin tưởng, sau này sẽ cho thấy là vô căn cứ, rằng một mối quan hệ đặc biệt với Hà Nội sẽ chiếm được cho người Pháp một vị trí trong một nước Việt Nam Cộng sản. Giá trị tiền đồng miền Nam lao dốc, thành ra những người ngoại quốc có đô la thấy mình đi ăn chơi gần như miễn phí. Một phi công hàng không Mỹ tính rằng giá của một gái bán ba xinh nhất ở Sài Gòn là 66 xu một lượt, 1,11 đô trọn đêm. Người Mỹ hối thúc vô ích chính quyền Thiệu thú nhận với dân chúng ít nhất một số phần thực tế. Thay vào đó, giữa sự trống rỗng và lừa dối của các phát ngôn viên chính quyền, tin đồn vẫn ngự trị và còn có nhiều kẻ mộng du. Trường chỉ huy và tham mưu miền Nam ở Long Vinh vẫn tiếp tục khóa giảng cho đến ngày 28 tháng 4. Các học viên sĩ quan cao cấp bỏ ra hàng giờ tranh luận các kịch bản trận đánh và nhất trí rằng người Mỹ sẽ ít khi bỏ rơi quốc gia mà họ đã hy sinh 58.000 mạng người. Trong khi nhiều người Việt nổi tiếng đang bán tháo tài sản để tìm đường trốn thoát, một số lại quay về nhà. Nguyễn Thị Trinh, tức là tài tử Kiều Trinh, di cư 1954 từ Hà Nội vào Nam và sau đó trở thành ngôi sao màn bạc và truyền hình nổi tiếng nhất. Đang quay phim tại Singapore nhưng cảm thấy mình phải trở về Sài Gòn. Quyết định không hợp lý nhưng hợp tình. Vào ngày 1 tháng 4, thiếu tá Nguyễn Công Luận, một cựu binh miền Nam đã 20 năm vừa hoàn tất khóa học ở căn cứ lục quân Fort Benning,
đáp máy bay ở San Francisco về nước cùng với 3 đồng đội. Tại Tân Sơn Nhất, một cô tiếp viên kiểm tra giấy tờ khách nhập cảnh tò mò hỏi họ tại sao các ông trở về, tối qua Đà Lạt đã thất thủ. Dù người Úc từng đóng một vai trò tích cực trong công cuộc phòng thủ Việt Nam, giờ chính quyền Đảng Lao động của đất nước họ ra lệnh phi cơ không lực Hoàng gia Úc di tản hết những người Úc còn lại, nhưng không được chở người Việt tị nạn. Thủ tướng Whitlam khăng khăng công nhận lời đảm bảo công khai của Hà Nội rằng của ông không chịu đi theo họ. Ông trang trọng trao tay bà giấy tờ nhà và 2 chiếc ô tô, trấn an bà: mẹ đừng lo lắng, chuyến ra đi này chỉ là tạm thời. Ngay sau khi tình hình lắng xuống, cháu ngoại mẹ sẽ quay về. Rồi Trần Hội bay đến Guam trên một chiếc Starlifter của không lực Mỹ. Những của cải quý giá của ông sẽ trở thành các chiến lợi phẩm của người chiến thắng. Eva Kim, thư ký của Graham Martin, nói với Merkel Brippenau: anh đã có gia đình Việt Nam, em có thể kiếm cho anh một vài chỗ trên danh sách đen. Và cô đã làm thế bằng cách cung cấp địa chỉ một ngôi nhà an toàn. Từ đó, mẹ vợ và cháu ông bay đến nơi bình yên. Vợ ông và con trai đã đi trước. Kim, một người phụ nữ tốt bụng mẫu mực, cũng ra tay giúp đỡ nhiều người khác ra đi tương tự. Một số trẻ em như là Bông 9 tuổi nhìn chuyến di tản như là một kiểu phiêu lưu gọn gàng đi đến những nơi hấp dẫn. Thằng bé thì không sao hiểu được tại sao người lớn chung quanh em cứ mãi khóc lóc. Mẹ em, như hầu hết những người tị nạn, không dám tiết lộ với hàng xóm các kế hoạch ra đi của mình. Nhưng trong phòng bowling Tân Sơn Nhất, họ gặp bạn bè, đồng nghiệp, bạn học, chia sẻ những lo âu cũng như nỗi khổ mà họ không dám nói ra. Qua 2 ngày đêm dài lân la ở đó, cuối cùng họ đáp một chiếc máy bay C-130. Trải qua một ít phút khiếp đảm rằng khi họ cất cánh bay lên, sẽ e rằng cộng quân giờ rất gần sẽ bắn vào máy bay. Khi đã được an toàn trên biển, họ mới nhẹ nhõm cả người đón nhận tình trạng thiếu tiện nghi của chuyến bay buồn thảm đến Philippines. Một khía cạnh đáng buồn của cuộc di tản là có một số người Mỹ và Việt có quyền hành bán chỗ điền tên trên danh sách. Hàng trăm gái bán ba trả tiền tươi đô la trở thành người thụ hưởng. Trong khi đó, hơn 50.000 tiền hối lộ người Mỹ phải trả cho nhân viên cảnh sát và quân đội Việt tại Tân Sơn Nhất để việc di tản đồng bào của họ được phép tiến hành, không bị cản trở. Về phần lãnh tụ Bù Nhìn hay Tổng thống của miền Nam là Nguyễn Văn Thiệu, thì nghĩ gì khi đang ngồi gần như một mình trong dinh độc lập to lớn, vang vọng khi chính quyền của ông sụp đổ trên đầu mình? Thiệu có thể sẽ là một tay xì phé nhà nghề tại sòng bạc Las Vegas, Frank Scotton nói. Ông ta không để lộ ra cảm xúc gì. Frank Snipp nói: ngay khi chúng tôi không còn kiểm soát một lãnh đạo Việt Nam, chúng tôi phó mặc cho ông ta. Thiệu là một con người thảm thương. Một sĩ quan không lực cao cấp cho rằng Tổng thống đã luôn bị ám ảnh bởi ký ức về Ngô Đình Diệm. Sợ rằng nếu mình thách thức ý muốn của Washington, ông ta sẽ chịu cùng một số phận như Diệm. Và thế là khi người Mỹ nhìn vào Thiệu, họ xem ông ta như một tên không ra gì. Còn Bộ trưởng đang xếp hàng chờ của Chính phủ Cách mạng lâm thời Trương Như Tảng cho rằng Thiệu ngây thơ, tưởng rằng người Mỹ sẽ luôn trung thành sát cánh với mình. Ông ta đơn giản không thể tự bắt mình nghĩ rằng trong cảnh ngộ nghiệt ngã này, họ sẽ bỏ rơi ông ta. Suy đoán này thì dường như có thể tin được, mặc dù không thể chứng minh được. Vì ở trong chốn lưu vong, Nguyễn Văn Thiệu vẫn không hề hé miệng. Ông biểu lộ qua những tuần lễ cuối cùng của quyền lực, hay thích đáng hơn của sự bất lực, tính vô cảm chính trị, vốn là đặc thù trong 8 năm cai trị của mình. Vào giữa tháng 3, ông bỏ ngoài tai lời kêu gọi từ chức từ những người chống đối như là cha Trần Hữu Thanh và cựu Phó Tổng thống Nguyễn Cao Kỳ, người sau này đã hờn dỗi bỏ về một nông trại kể từ khi rời bỏ cuộc tranh cử Tổng thống năm 1971. 10 người bị tống giam vì bị gán tội âm mưu lật đổ chính quyền. Thiệu bác bỏ một cuộc bầu phiếu của Thượng viện Sài Gòn kêu gọi truất phế ông. Vào ngày 4 tháng 4, ông lại xáo trộn nội các một cách muộn màng, mặc dù việc ở lại chức vụ của ông giờ đây cũng như bao giờ lệ thuộc vào lòng trung thành của các tướng lĩnh mà hơn. Nguồn tin Tây Ninh của CIA, đặc vụ Hắc Lai báo cáo Hà Nội hoàn toàn không thiết tha thương lượng với một phe phái nào của miền Nam. Tại sao miền Bắc cần phải mặc cả khi miền Nam đang đứng bên bờ thất bại và miền Bắc thì đang đứng bên bờ thắng lợi quân sự? Chỉ có đại sứ Martin và một nhúm kẻ môi giới quyền lực mới bám vào những ảo tưởng rằng một thành quả có thể xoay sở được nhằm làm lệch đi việc Cộng sản chiếm được chính quyền.
đối với hậu thế, Nguyễn Văn Thiệu dường như là một nhân vật không biết đồng cảm, người không quan tâm đến đông đảo đồng bào mình, và trị vì qua một nhóm tay chân là các chỉ huy quân sự ít nhiều tham nhũng. Không có giai thoại nào tồn tại để gán cho con người lạnh lùng khác thường này một bộ mặt người. Điều tốt nhất có thể nói là ông không có mặt trong số các nhà chuyên chế tàn bạo nhất của thế giới. Ông từ chức Tổng thống muộn màng vào ngày 21 tháng 4 và rời xứ sở mình lần sau rốt 4 đêm sau đó, tháp tùng bởi Thủ tướng trước đây là Trần Thiện Khiêm. Frank Snip là tài xế của Thiệu trong chuyến đi ngắn qua bóng đêm từ tư gia của ông trong căn cứ Tân Sơn Nhất đến chuyên cơ C-118 của Không lực Mỹ đang đợi sẵn. Vị Tổng thống bắt tay với nhân viên CIA này và nói cảm ơn, ụt ngụt, nhấp nháy đẫm nước mắt. Một tốp ma quỷ, chính khách và bảo vệ người Mỹ tất cả đều mặc thường phục, bông đùa nhau chút ít để bớt căng thẳng khi tiếng đạn pháo nghe được từ xa vọng về. Vị đại sứ trao đổi với Thiệu một vài lời tại chân cầu thang lên máy bay. Tôi chỉ chào tạm biệt ông ta, Martin nói sau này. Không có gì mang tính lịch sử, chỉ tạm biệt thôi. Khi động cơ máy bay rú lên, xảy ra một khoảnh khắc hơi phi lý khi vị đại sứ ngực phập phồng ra sức kéo cầu thang. Snip la lên, ngại đại sứ, để việc đó cho tôi. Nhiều năm sau đó, có tin đồn kéo dài khá lâu là Thiệu mang đi trong hành lý của ông số vàng dự trữ của miền Nam. Nhưng mà trong chốn lưu vong, ông và gia đình ông không thể hiện chứng cứ nào cho thấy mình sở hữu một tài sản khổng lồ đã mang đi. Vào năm 2016 tại quận Cam, Hoa Kỳ, bà quả phụ của ông còn phải nhờ đến lòng hảo tâm của bạn bè để mua một lô đất an táng ông. Văn bia của Thiệu lẽ ra phải ghi là ông đã trở thành một con rối ngã quỵ khi người Mỹ quyết định buông không giật dây. Người thầy giáo già về hưu 71 tuổi Trần Văn Hương nắm quyền tổng thống trong một ít ngày khốn khổ, trong khi Trung tướng Nguyễn Văn Toàn chuẩn bị chu đáo cuộc phòng thủ Sài Gòn. Ông điều động 60.000 quân chính quy và khoảng số ấy lực lượng địa phương quân và nghĩa quân. Nhưng số này không đủ để bao quanh thủ đô và cửa ngõ phía Nam gần như trống trải. Không ai ở bên nào tin rằng miền Nam có thể cầm cự lâu dài đạo quân hùng hậu của miền Bắc. Nhưng một số sĩ quan và chính trị gia vẫn bám lấy hy vọng họ có thể chiến đấu đủ lâu để tranh thủ các điều khoản thương lượng hơn là chấp nhận một cuộc đầu hàng hèn hạ. Cục An ninh Quốc gia Hoa Kỳ chặn được một tin vô tuyến của địch ra lệnh cho pháo binh khai hỏa nếu người Mỹ không di tản trước khi đạo quân của Dũng đến trung tâm thành phố. Vẫn còn chưa chắc chắn thông điệp này có phải là hù dọa hay không, nhưng mà viên chức Mỹ cao cấp này lên kế hoạch ra đi trước mũi tiến công của Cộng quân. Dũng bố trí hơn 1/4 triệu quân trong 5 quân đoàn, 14 sư đoàn, 10 lữ đoàn và trung đoàn độc lập, cùng với một tiểu đoàn phòng không tên lửa SAM-2 trở từ miền Bắc đến. Một số phi công vội vã được huấn luyện cấp tốc để chuyển từ lái MiG-17 sang lái A-37 để họ có thể lái các phi cơ tịch thu được. Hà Nội thì không muốn sử dụng các chiến đấu cơ do Nga chế tạo, sợ như thế sẽ khiêu khích sự đáp trả của người Mỹ. Cuộc tấn công đa trục của Văn Tiến Dũng tập trung vào các cơ quan chỉ huy đầu não và các biểu tượng quyền lực quân sự và chính trị, trong đó có Tân Sơn Nhất và Dinh Độc Lập. 14 cây cầu nằm giữa tuyến đầu Cộng quân và trung tâm thủ đô, mà đặc công có nhiệm vụ đánh chiếm trước khi đạo quân bọc thép tiến đánh. Dự định bao trùm là ghim và tiêu diệt các lực lượng miền Nam tại Vành Đai, tránh một trận chiến hủy diệt trong trung tâm thành phố. Vào ngày 25 tháng 4, Lê Đức Thọ gửi đi một bức điện dài cho các đồng chí trong Bộ Chính trị Hà Nội, tìm cách trấn an họ, không phải sợ trận đấu cuối cùng bị đình hoãn một cách nguy hiểm, và thậm chí sau khi mất thủ đô thì các lực lượng miền Nam có thể rút về cố thủ đồng bằng sông Cửu Long. Các anh hãy an tâm, Thọ cho biết, mọi việc sẽ êm đẹp, Sài Gòn đang trong tư thế thất thủ, chế độ sẽ sụp đổ cùng với nó. Trong giai đoạn cuối cùng bên ngoài Tân Sơn Nhất, đội an ninh không lực miền Nam hỏi vị chỉ huy của mình, Trung úy giờ sao đây? Trung úy Nguyễn Khiêm im bặt trong vài phút vì không tìm ra được câu trả lời có tính xây dựng. Cuối cùng thì anh nói, thôi hãy về nhà. Điều tốt nhất các cậu có thể làm là hãy ráng tự chăm sóc mình. Trong những ngày đó, lời nhắn gửi này được lặp lại 10.000 lần trong số những người miền Nam, cả trong quân phục và khi không có quân phục. Chính Khiêm cũng leo lên một xe máy và đi về nhà. Ngay ở ngoài căn cứ, giữa đường phố, anh gặp một cảnh tượng thương tâm. Hai con người bé nhỏ, cô đơn, một bé trai khoảng 10 tuổi và một bé gái có lẽ 6 tuổi, ngồi trên một núi hành lý và đồ đạc. Khiêm quành xe lại và đến gần họ hỏi, các em đang làm gì đó? Thằng bé trả lời,
ba má tụi em dặn phải ở đây chờ. Đó là khi nào? Hồi sáng sớm. Giờ đã là giữa trưa. Khiêm chỉ làm được một việc mà anh nghĩ ra. Băng qua cái quầy hàng gần đó, anh mua một ít sinh tố và trao cho các đứa trẻ. Anh nói, các em nên bỏ lại hành lý, trở về nhà ngồi đợi. Chúng lưỡng lự gật đầu khi anh tiếp tục lên đường, để lại hai đứa trẻ khốn khổ ở phía sau. Quân Cộng sản dự trù mở cuộc tấn công cuối cùng 6 gọng kiềm vào Sài Gòn vào ngày 27 tháng 4. Nhưng đạo quân Duyên Hải được lệnh di chuyển sớm hơn một ngày vì phải vượt qua hai sông. Sáng sớm ngày 26, 20 sư đoàn pháo binh khai hỏa từ phía đông, xe tăng và bộ binh sau đó tiến lên. Vào ngày hôm sau, sư đoàn 18 miền Nam, những người hùng của Xuân Lộc bị quân đoàn 4 miền Bắc tấn công một cách tàn bạo và buộc phải rút lui, trong khi quân đoàn 2 của An tấn công các lực lượng miền Nam trấn giữ đường kết nối giữa Sài Gòn và biển. An viết, trận đánh cuối cùng càng ác liệt với mỗi phút trôi qua, tràn lên lui xuống khi binh lính chiến đấu giành từng bức tường đổ nát, bong ke, cây cao su, tăng chống tăng, lựu pháo chống lựu pháo. Lực lượng địa phương quân bám giữ thị trấn Long Thành được một thời gian, lực lượng dù còn lại giữ vững vị trí cho đến khi bị đánh bật sườn, phải rút lui về hướng cảng Vũng Tàu. Vào chiều tối ngày 28, 5 chiếc A-37 bị tịch thu do các phi công miền Bắc lái đánh bom Tân Sơn Nhất, phá hủy một vài phi cơ và gây tổn thất cho lực lượng phòng thủ. 10 giờ sau, một trận pháo kích và rocket quét sạch căn cứ không quân, giết chết hai lính bảo vệ thủy quân lục chiến Mỹ. Các đặc công Cộng sản đánh chiếm và trong vài giờ giữ được cầu Tân Cảng ngay sát trung tâm thủ đô, làm nổ ra một trận chạm trán dưới sự chứng kiến sát sườn của đội quân phóng viên và nhà quay phim phương Tây. Thủy quân lục chiến miền Nam được biết đã tạo ra một sức kháng cự ấn tượng xa hơn về phía Bắc, nhưng điều này thì không có kết quả gì khi các phòng tuyến của lực lượng phòng thủ sớm bị chọc thủng 20 điểm bởi quân Cộng sản ào ạt xông tới về hướng thủ đô. Sư đoàn 10 miền Bắc vốn đã chiến đấu nhiều hơn bất cứ lực lượng nào khác kể từ đầu chiến dịch, tiến lên những dặm đường cuối cùng của quốc lộ 1 dẫn đầu bởi xe tăng và bộ binh bám trên thân xe. Đạo quân thì tiến nhanh qua Củ Chi, từng có lần là một căn cứ địa với phức hợp địa đạo chằng chịt của Việt Cộng bên dưới các bước chân lính Mỹ, được hợp thành bởi một phối hợp các xe tăng T-54 và K-63 của họ, phần lớn đều đến hạn sử dụng, cùng với các xe tăng Mỹ tịch thu được M-41 và M-48. Bị chỉ huy hối thúc giáo giết, các tài xế được lệnh phải đập nát chướng ngại, ào ào xông tới, vượt qua sức kháng cự, không cần mất thì giờ cho bộ binh triển khai bên đường và tấn công một cách bài bản. Lúc 6 giờ sáng, ngày 29, các đặc công và bộ đội đã chiếm được cầu Sáng. Nó liền sập xuống dưới trọng tải của hai xe tăng, và phe tấn công thấy mình đương đầu với sức kháng cự ngoan cố tại Đồng Dù. Thêm nhiều xe tăng nữa bị sa lầy trong một con suối phải nhờ các kỹ sư giải cứu, rồi đụng độ với thiết giáp miền Nam và tìm đường tiến lên. Đường 4 bị quân xa phong tỏa. Dưới buông xuống, gần như không nghe thấy một tiếng ồn nào, không có tiếng súng, không có cảm nhận của chuyện lớn nào sắp sửa xảy ra. Trong các chuyến bay lên cuối cùng khỏi Sài Gòn ngày đó, các trực thăng thủy quân lục chiến bay 682 lượt để bốc 1.373 người Mỹ và 5.595 người quốc tịch khác, phần lớn áp đảo là người Việt, đến các tàu chiến của hạm đội 7. Đại sứ Martin ra đi lúc 4 giờ 58 ngày 30 tháng 4, khi mật mã ấn định Tiger được chuyển đến tàu chỉ huy. Vài trăm người Việt bị bỏ lại trong phức hợp sư quán sau khi Washington ra lệnh đóng cửa sớm cuộc di tản, để các thủy quân lục chiến cuối cùng có thể bay đi lúc 7 giờ 53 phút. Cho dù khi các người Mỹ cuối cùng đã lên máy bay, binh sĩ miền Nam còn chấn giữ tại trung tâm huấn luyện Quang Trung đã bắn hạ 4 xe tăng địch rồi cầm cự suốt đêm. Các cuộc tấn công của quân Cộng sản tiếp tục lúc 5 giờ 30 phút ngày 30 và còn gặp sức kháng cự. Một xe tăng bị trúng rocket M-72 lẫn một quả đạn pháo của xe tăng miền Nam liền bị một T-54 đâm vào, khiến binh sĩ Sài Gòn phải thoát khỏi xe tăng và bỏ chạy. Một đơn vị quân miền Bắc lạc đường nhờ một thanh niên đi đường leo lên xe tăng chỉ đường. Tuy nhiên, khi đạo quân hứng hỏa lực, người chỉ đường phóng xuống và chạy mất, khiến xe tăng lại quẹo nhầm đường. Những tường thuật của người Cộng sản nói về cuộc kháng cự càng lúc càng ngoan cố. Chiếc tăng miền Bắc đầu tiên
tiến gần cổng chính Tân Sơn Nhất bị bắn cháy. Bộ đội chúng ta bị ghim xuống, bộ phận đi đầu tỏ ra quá yếu, không thể tiếp tục tấn công. Các sĩ quan xông đến để nắm tình hình, rồi tung quân tiếp viện. Một cuộc đánh phá của phi cơ không lực miền Nam, một trong các cuộc oanh kích cuối cùng của cuộc chiến, bắn lật thêm 2 xe tăng nữa. Lúc 10 giờ 15 khi tổn thất lực lượng bọc thép tăng lên, tình hình trở nên cực kỳ phức tạp. Rồi bộ binh đột phá, đánh chiếm các bong ke phía tây cổng chính. Một đạo xe tăng và xe thiết giáp chở quân ào ạt xông tới, tỏa ra dẫn vào bên trong vành đai, vừa đi vừa khai hỏa. Từng cụm binh lính phòng thủ bắt đầu lộ diện, ra dấu đầu hàng. Vào đầu giờ chiều, cuộc kháng cự cuối cùng tại căn cứ đã bị quét sạch. Chỉ huy Việt Cộng kỳ cựu Huỳnh Công Thân cầm đầu một lực lượng cỡ sư đoàn tiến vào Sài Gòn từ phía Nam. Ông nhận xét rằng trong khi về tổng thể thì miền Nam sụp đổ, nhưng các đơn vị của ông chạm trán một loạt các trận đánh ác liệt gây nhiều tổn thất thương vong. Một cuộc tấn công vào Bộ Chỉ huy Quân sự quận bị đẩy lui. Việt Cộng cuối cùng bỏ qua cứ điểm, sau đó băng qua sông Cần Giuộc với những ký ức sống động khi đi theo con đường năm xưa dịp Tết Mậu Thân, nhưng với các hậu quả kém thuận lợi hơn nhiều. Trận chiến của Huỳnh Công Thân kết thúc với việc đánh chiếm Nhà Cảnh sát Quốc gia và Bộ Chỉ huy Hải quân ở trung tâm thành phố. Các gương mặt chiến sĩ của chúng tôi sáng rực nụ cười chiến thắng, ông viết. Đỉnh cao biểu tượng của ngày 30 tháng 4 xảy ra khi một xe tăng dẫn đầu sư đoàn 304 của Thiếu tướng An húc ngã cổng Dinh Độc Lập mà Thiệu đã bỏ lại. Cựu chủ tịch Dương Văn Minh có người em là một sĩ quan cao cấp trong quân đội miền Bắc, đã trở lại nắm quyền quốc trường trên danh nghĩa 3 ngày trước. Ông vẫn còn nuôi hy vọng hão huyền sẽ dàn xếp được một cuộc ngừng bắn. Nhưng người Cộng sản không còn nhìn nhận sự ủy thác của Minh hay của bất kỳ người miền Nam nào khác. Vào buổi sáng ngày 30 tháng 4, sau đó vị tướng thi hành kỳ tích hữu ích duy nhất bằng cách phát động ghi là cái lời tuyên bố đầu hàng. Sau đó được lặp đi lặp lại trên đài, cứu sống nhiều sinh mạng khi khuyên binh sĩ buông súng đầu hàng. Mọi trận đánh vô ích đã kết thúc khi đêm xuống. Hàng vạn người miền Nam tiếp tục chạy khỏi Sài Gòn ngày hôm đó và đúng ra suốt các tuần lễ sau. Trung úy Khiêm từ sứ quán trở về nhà mệt đừ để gặp cha mẹ và ông nội. Không còn thời gian để than khóc. Tôi đang tự hỏi làm sao sống sót được đây. Vào buổi sáng ngày 30, gia đình biết được tin với một giá nào đó có cơ hội cho họ lên một con tàu tại bờ sông. Khiêm khẩn khoản xin mẹ cùng đi với họ, nhưng bà khăng khăng, bà phải ở lại trông nom ông ngoại anh. Cha anh lái xe đưa anh xuống bến tàu Sài Gòn bằng chiếc xe tải làm ăn của gia đình, nói lời tạm biệt ngắn ngủi nhưng đầy xúc động với đứa con trai. Chàng sĩ quan trẻ nhảy xuống một con tàu đã đầy ắp 2.000 người, lên đầu một đám đông thân người cho dù rocket cộng quân vẫn nổ xuống gần đó. Anh hối thúc các thủy thủ cắt dây neo và họ làm theo. Sáng đó một đoàn tàu hải quân hứng chịu hỏa lực cộng quân trên đường thoát ra sông Sài Gòn tiến ra biển. Họ đã ra ngoài khơi khi chiếc đài mang theo báo tin miền Nam đã chính thức đầu hàng, khiến một trận mưa nước mắt mới lại tuôn ra cùng với lời râm ran cầu nguyện. Ngoài khơi biển Đông, khi nhà nước miền Nam đã trở thành lịch sử, một đám đông con người rã rời trố mắt, sững sờ nhìn một đoàn khổng lồ ngút mắt các tàu chiến lớn nhỏ, vận tải, tàu chở dầu và thuyền nhỏ chen chúc trên sóng nước. Một cảnh tượng phản ánh nỗi ô nhục đắng cay nhất từng rơi xuống nước Mỹ, cho dù nỗi đau thương sâu sắc nhất đè nặng lên nhân dân miền Nam.